Dạ, xin chào toàn thể quý bà con, cùng quý vị và các bạn kính mến. Hôm nay cùng mình để tham quan nhà máy phân bón Cà Mau, nơi gọi là nhà máy khí điện đạm Cà Mau đó. Thì cùng theo chân mình ha, để mình quay cái quang cảnh xung quanh cho cập nhật cho quý vị và các bạn cùng xem nó rộng lớn và quy mô như thế nào. 4 giờ sáng. Không rất cao. Đoàn này là đi tới ở dưới sao ơi. 8 dừng ở lộ tẻ để đi vệ sinh, lộ tẻ cao gốc, lộ tẻ Gạch Giá. Đây là hướng về lộ tẻ, đoạn đường về đi đó. Đây là hướng về Gạch Giá, về Thứ. Tranh thủ mình xuống Thứ, về đặng về Cà Mau mà. Thì đến Gạch Giá, đoàn đến Gạch Giá tranh thủ ăn sáng để tiếp tục xuống về chuyển về Thứ các bạn ơi. Nó mặn chứ không bằng nước mắm nấu mà đâu. Sao nó có mắm chua mà? Để bằng nước mắm nhà mình. Mắm mùi chắc gì đó. Thì sau thời gian hơn 6 tiếng đồng hồ thì cũng đến công ty rồi các bạn, công ty cổ phần phân bón Cà Mau. Ở đây mấy là to ở sau á. Ở sau 1.000 thôi, bà Cao ơi qua bên này cho em luôn. Dạ trước. Đã có nhà đường xa cũng như dậy sớm từ 3 giờ sáng để mà có thể di chuyển từ An Giang đến Cà Mau, nơi cuối cùng của Tổ quốc, để đến thăm nhà máy phân bón Cà Mau. Dạ, thì xin cảm ơn tất cả các bà con ạ. Dạ. Nội dung chính của chúng ta ngày hôm nay gồm 3 phần. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về tổng quan nhà máy. Tiếp theo là các sản phẩm chính. Và cuối cùng là phần công nghệ sản xuất của nhà máy. Lãnh thổ rộng lớn thương mại giữa Việt Nam và Malaysia. Khi được đưa vào đất liền với chiều dài 298 km vào bờ tại trạm tiếp bờ. Tại đây, khí được tách, lọc, gia tăng áp suất trước khi vận chuyển đến nhà máy xử lý khí Cà Mau để tách sản phẩm lỏng. Đường khí sau khi tách lỏng được vận chuyển đến trung tâm phân phối để cung cấp khí đến hai tổ hợp, nhà máy điện Cà Mau và nhà máy đạm Cà Mau, góp phần không nhỏ vào đảm bảo an ninh năng lượng và lương thực cho quốc gia. Nhà máy đạm Cà Mau tọa lạc tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Sở hữu hai phân xưởng sản xuất phân bón chính là xưởng Ure với công suất thiết kế 800.000 tấn trên năm và đang vận hành ở công suất 115%, tương đương hơn 915.000 tấn trên năm, và xưởng NBK có công suất thiết kế là 300.000 tấn trên năm với số lượng cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy là hơn 750 nhân sự. Nhà máy bắt đầu được khởi công xây dựng vào ngày 26 tháng 7 năm 2008. Ngày 9 tháng 3 năm 2011, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phân bón dầu khí Cà Mau, trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Đến ngày 31 tháng 1 năm 2012, nhà máy có sản phẩm thương mại đầu tiên. Ngày 11 tháng 12 năm 2014, chính thức cổ phần hóa IPO trên sàn chứng khoán và đổi tên thành công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau. Và dự kiến đến ngày 7 tháng 12 năm 2023, nhà máy chính thức đạt mốc sản lượng 10 triệu tấn ure quy đổi. NH3 và khí carbon dioxide, CO2. Khí carbon dioxide và amoni đó được đưa đến xưởng ure. Tại đây, chúng tương tác để tạo ra dịch ure lỏng 96%, công thức NH2, 2CO, một nguồn cung cấp quý báu của nitơ cho cây trồng. Lượng amoni lỏng không sử dụng sẽ được lưu trữ trong các bồn chứa amoni để sau này sử dụng hoặc xuất bán ra thị trường. Dịch ure lỏng 96% được chuyển đến xưởng tạo hạt, nơi quá trình biến nó thành các hạt ure chất lượng cao. Những hạt này sẽ là nguồn cung cấp dưỡng chất nitơ cho cây trồng. Một phần của dịch ure lỏng cũng được chuyển đến phân xưởng NBK, nơi nó được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất phân NBK, một phức hợp dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của cây trồng. 1.200.000 tấn trên một năm
Thì như vậy là tính trung bình cả một ngày là bọn cháu sản xuất là khoảng gần 4.000 tấn cho một ngày đi. À, như vậy là 4.000 tấn thì tương đương với khoảng là 80.000 cái bao 50 ký đưa ra thị trường. Điều ngày nào cũng vậy. Thì sau khi mà sản xuất xong thì nhà máy có cái hệ thống dây chuyền băng tải sẽ đưa sang lên xưởng sản phẩm để đóng bao, hoặc là mình sẽ đưa vào kho rời. Thì hệ thống kho chứa thì đó ở nhà máy đạm Cà Mau có 4 cái kho chứa, thì sức chứa khoảng là hơn 200.000 tấn. Còn người đóng bao thì có thể đóng sức trực tiếp hoặc là sẽ đưa vào kho. Thì khi mà đưa vào kho thì ở nhà máy đạm Cà Mau có đầu tư hệ thống robot để mà mình có thể nhập cái lượng hàng đó, hoặc là lấy cái lượng hàng đó xuất ra ra phương tiện ra tàu. Thì có 4 con robot của bên sản xuất Ure và 3 robot của bên sản xuất NPK. Thì như vậy là tổng cộng có 7 con robot, và 7 con robot này có thể thay thế cho khoảng 200 đến 300 lao động không, để mà có thể bốc bao nhập vào kho hoặc là xuất hàng. Thì bên cạnh đó là bọn cháu có đầu tư hệ thống xuất hàng bằng cái hệ thống xuất order. Thì ở tấm xuất lơ ở nhà máy đạm Cà Mau là được xem là hiện đại nhất đến thời điểm hiện tại cho nước Việt mình. Tại vì các cái đơn vị ví dụ như nhà máy xe sát lúa hoặc là xi măng hoặc là các cái nhà máy mà có sản xuất và xuất hàng thì cũng có hệ thống xuất hàng, tuy nhiên thì họ không có đầu tư cái hệ thống và xuất lơ hiện đại như ở Việt Nam. Thậm chí có nhà máy đạm của Mỹ, nhà máy đạm của Mỹ là gần như tương tự với nhà máy đạm Cà Mau, nhưng mà họ cũng không có đầu tư được cái hệ thống xuất hàng bằng ship order. Thì một lát nữa đây thì quý bà con sẽ được đi tham quan trực tiếp, xem trực tiếp cái hệ thống robot nó hoạt động như thế nào và cái hệ thống ship order nó hoạt động như thế nào. Thì ở đây là hệ thống đó có thể đáp ứng được xuất hàng được là khoảng 5.000 tấn trên một ngày đêm, để đáp ứng vào những cái thời điểm mà gọi là cao vụ, thời điểm cao vụ của quý bà con. Thì một lát nữa sẽ có trên cái xe hoặc là khi mà đến những cái điểm tham quan á, thì bà con có thể đặt câu hỏi đối với các anh em mà sẽ hướng dẫn cho quý bà con. Thì sau đây chắc tiếp tục chương trình cho bà chủ hội sẽ tiếp tục. Sau đây xin mời bà con của mình có thể đứng lên rồi mình bước ra cửa và mình di chuyển theo hướng bên tay trái. Để xuống dưới thì sẽ có xe của nhà máy để đón bà con mình đi tham quan nhà máy. Dạ, xin cảm ơn bà con. Đây là những tấm hình của các vị nguyên thủ quốc gia đã về từng về thăm nhà máy khí điện đạm Cà Mau, nay là công ty cổ phần phân bón Cà Mau đó. Thì đây là có chủ tịch Quốc hội, phó thủ tướng, và đây là tập thể chung của phân bón Cà Mau. Thì bên cạnh đó thì phân bón Cà Mau có những cái bằng khen, những cái chứng chỉ, những cái giấy mà nói chung là không phải cơ sở nào cũng đạt được. Mình cập nhật thời sơ qua cho các bạn cùng xem. Thì những khi mà nhà máy đó, nó hoạt động gần 10 triệu sản phẩm đó, thì đưa ra tới người nông dân mình sử dụng đó, thì chất lượng là đã có rồi, đã khẳng định rồi. Thành ra là những cái giấy khen này, những cái giấy tấm giấy này thì mình chỉ cập nhật sơ qua thôi. Thật sự là một cái khung cảnh rất là vĩ đại các bạn, rất là hoành tráng, trên cái quy mô cũng rất là lớn của nhà máy. Mình không thể nào mình lộ bộ hết đâu, nổi đâu. Chỉ có là ngồi trên xe của công ty đó, đưa mình đi vòng quanh. Rồi, sau đây thì tới cái cảnh chụp hình để lưu niệm lại những cái lúc mà mình người nông dân đó đi ghé thăm nhà máy đạm Cà Mau để làm lại, lưu lại làm kỷ niệm sau này ha. Đây là cái quang cảnh hoàng hôn của thành phố Cà Mau nhìn từ trên cao thì rất là thơ mộng các bạn. Hôm nay là mình đi may mắn là không mưa, bây giờ buổi hoàng hôn này giờ mình rất là tuyệt vời. Thì đến đây thì dự gala của công ty với bà con nông dân của An Giang về dự, thì có mặt của thầy Nguyễn Bảo Vệ,
và cái ban giám đốc công ty. Thành ra là sau cái buổi tiệc thì mình chỉ chụp ảnh để mình đưa lên thôi, không thể nào mình đưa lên hết được, tại vì có một cái tới nhẹ là có âm thanh, phần âm thanh và cái hình ảnh của cái bài phát biểu của thầy đó với ban giám đốc nhà máy Cà Mau đó. Thành ra là mình chỉ đưa lên những hình ảnh thôi, tại vì mình sợ nó dính tới cái bản quyền âm nhạc hay là cái chủ yếu là âm nhạc thôi. Thì xin chân thành cảm ơn quý công ty phân bón Cà Mau đã cho người dân mở mang tầm mắt cái quy mô của công ty. Thì hy vọng là sau này cái người dân là cái công ty là cái chỗ dựa vững chắc cho cái người dân và nông dân làm lúa nói riêng và các hoạt động nông nghiệp nói chung. Dạ, rồi xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video kế tiếp ha.